Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Nếu bạn thường xuyên theo dõi giới streamer Việt, chắc hẳn bạn sẽ biết tới độ MiSi, một trong những tứ hoàng streamer Việt Nam sánh ngang cùng Virus, xem Semsemis. Chính bởi độ nhận diện công chúng cao nên fan của năm streamer cũng thuộc vào hàng đông đảo nhất Việt Nam. Độ MiSi là năm streamer nhận được nhiều sự mến mộ từ cộng đồng mạng là người nổi tiếng thế nên độ misi thường xuyên nhận được hàng tá món quà mà do người hâm mộ tặng ngoài những đồ dùng hàng ngày quà còn có thể là những món cực kỳ chất lượng và đặc biệt như tranh vẽ tượng điêu khắc chẳng xa xôi khi mới đây anh chàng được phan vẽ tặng cho bức tranh phùng thanh lịch chất khỏi bàn bức tranh phùng thanh lịch do phan vẽ được độ misi khoe ngay trên sơ kim tuy nhiên trong lần like gần đây khi được hỏi về bức tranh phùng thanh lịch Nam streamer cho biết mình đã gỡ xuống vì tranh, to quá, không biết treo ở đâu. Độ Misi nói thêm, nếu Phan còn tiếp tục tặng tranh nữa thì có khi anh phải dành cả một tầng một chỉ để treo làm triển lãm mất. Như có suy nghĩ vọt ra trong đầu, anh cho biết sau này mình dự định mở triển lãm tranh thật. Độ Misi và kế hoạch mở triển lãm khi về hưu. Lý do để Nam streamer quyết định điều này là bởi anh chàng cho biết hiện tại mình đang sở hữu lượng người hâm mộ rất lớn. Sau này khi hết thời rồi, không thể làm việc hay còn nguồn thu từ Dona nữa thì sẽ mở bán vé tham dự triển lãm. Thậm chí, Độ MISI còn tính tới việc mở tour tham quan, viện bảo tàng Độ MISI với giá vé là 30.000 đồng. Trong tương lai, vé tham quan triển lãm nhà Độ MISI sẽ có giá 30.000 đồng. Anh cũng cho biết, quyết định này chắc hẳn sẽ được rất nhiều người ủng hộ khi ai cũng muốn đến tham quan và xem chỗ ông Độ làm việc như thế nào. Tiếp đấy là bài toán, làm kinh tế của độ Missy, cứ tính 100 người một ngày là được 3 triệu, 10 ngày 30 triệu, một tháng đã có 100 triệu. Quả là làm giàu không khó, đúng chất tộc trưởng. Ảnh Internet